Người lính và những người lính, tác giả Dũng Thằng Lằn, tập thứ 5. Đến một nơi tương đối có nhiều thân cây to cao bao bọc chung quanh, chúng tôi dừng lại bố trí một vòng tròn tạm nghỉ. Điểm thủ là những thân cây, đeo đặt lưng xuống ngồi giữa thân cây thở hổn hển, mồ hôi nó ra nhễ nhại, gỡ cần anten lá lúa quấn cọc vào dây ba chạc bật thẳng lên, vối tay ra sau ba lô, mở channel, đưa ống liên hợp cho Danny liên lạc với FAC. 12:15, FAC đã vào vùng, máy liên lạc gặp trở ngại, nghe tiếng trích tắc, máy nghe bị trè trè, liên lạc tiền không xác, không nhận được, mất sóng, có lẽ ảnh hưởng tàn cây cao, mở nắp ba lô ra lấy cây anten 7 đoạn ra vào, may quá, máy liên lạc được, nó đọc một tràng tiếng Anh, Encore trong SOI với những chữ số. Tôi cũng lấy cuốn sổ ra ghi ghi chép chép theo bản đồ mô phỏng. Team leader, mọi việc nó làm hết. Tôi chỉ là thứ chầu rìa, theo tụ bốn cái ODT, sau này làm việc với toàn là phe ta Việt Nam thì mọi việc lại khác nữa. FAC nhận được đầy đủ báo cáo để chuyển về FOB, nhưng chỉ biết đại loại là Toán đang ở trong khu vực khoanh vùng Recon Area. Toán cũng chưa xác định đích xác điểm đứng mình, không biết ở hướng mấy giờ. FAC cây rừng thượng tầng quá cao, chỉ nghe tiếng động cơ từ xa nhưng bị che khuất, không thấy để nháy mắt, nói chi phất tín hiệu panel. Nhờ FAC xác định lại điểm đứng tọa độ Toán, Danny đặt lại tấm bản đồ, những chỗ 2, 2 số, 4, 4 số, 6, 6 số, 8, 8 số. Digits fixed number, có lô 2 số, thấy rừng thưa hơn, màu xanh lá cây nhạt, cao và hoành độ thấp. Có một đoạn ghi dấu nghi ngờ là đường mòn và một con suối chảy qua box lô số 2 khác. Nhớ vội khái niệm để di chuyển trước ngày xâm nhập, Danny đã bay do thám khu vực và đối chiếu không ảnh, nhưng có lẽ do cái trượt chân đeo té nhào, riêng tôi cũng muốn té vì đường dốc trơn trượt, phải đổi hướng đi chệch xuống, sai một ly đi một dặm mà lỷ. Đi một dặm dễ trệch hướng và lạc trong việc đi rừng, có rất nhiều điều phải quan tâm, ăn uống, ngủ, di chuyển, gặp địch, tổn thất, chết, bị thương hay thất lạc, và những điều khó khăn khác ngoài ý muốn. Tôi biết trách nhiệm Danny nặng nề, làm vai trò người trưởng Toán. Tôi nhắc khéo nó, ê, mình phải Zulu ra khỏi chỗ này, FAC còn tranh dùng, nhờ nó pinpoint. Danny trả lời, tao cũng đang nghĩ thế. Hai đứa đang thì thào trao đổi thì nghe vọng lại hai tiếng các cụm Shikaku từ hướng gần nhất và hai tiếng nữa từ hướng xa hơn. Lại thêm hai tiếng nữa, như vậy là chữ V, mình ở giữa, nó lùa mình. Bọn chúng đã báo động liên kết nhau để vây bủa truy đuổi, như vậy nó ăn thua đủ rồi. Một nhóm như vậy tệ lắm cũng một B, cộng thêm râu ria đám chỉ huy lúc nào cũng có. Một C là cái chắc. Trên 100 mạng, một bài toán tính nhân trong đầu, còn phe ta có 8 ngoe. Danny ra lệnh di chuyển liền tức khắc, đầy cao cảnh giác. Vẫn để khi thua mở đường, thật là vất vả cho cả Toán. Những thân cây cao to độ gậy chắn lối, đôi lúc phải leo qua hoặc phải bò qua các khe hở hoặc chui lòn qua, mang ba lô nặng, phải vạch lối len lỏi mà đi, dừng lại nghe ngóng, chưa kịp thở dốc đã vội di chuyển tiếp. Còn mấy tên địch thì trang bị gọn nhẹ, quen đường lối đi, đi ngang đi tắt, dễ chặn đầu, bích đích rồi dương bẫy phục kích. Địch bám càng lúc càng gần, bén gót, những tiếng động càng lúc càng nghe gần hơn. Phe ta on double thì phe địch cũng khẩn trương, đội hình hàng dọc đang di chuyển. Hà M79 đưa tay nắm ba lô tôi kéo lại vừa lúc tôi thấy đeo, Danny và Kitua đã ngồi xuống, xoay mặt hất hàm về bên trái. Tay Danny vẫn ghiềm khẩu M79, báo động dây chuyền. Nở, Long và anh Tư Lù, cả Toán lặng lẽ ngồi trạp xuống, hồi hộp chờ đợi, mong đợi điều không mong muốn. Cũng như lần trước, may mắn là phe ta thấy địch trước. Mấy cái áo kaki nam định lố nhố, mũ tay bèo, AK cầm tay, đi ngang đội hình tác chiến phe ta, thợ săn thành kẻ bị săn. Trò chơi chết người, biệt kích trong tầm súng bọn tôi với cự ly gần, buộc lòng phải nổ. Danny vừa dứt tiếng, fire!
Tiếng súng nổ giòn giả kèm với tiếng M79 trực xạ trong thế bắn từ đầu gối lên đến bụng. Tầm sát hại này thật khủng khiếp. Đúng ngã địch dễ dàng, bắn hết băng thay băng khác, móc trong túi bình tông tôi có 4 băng đạn công 30 viên, chơi hết mẹ nó rồi. Túi áo đạn AK xẹp lép, còn băng ngắn 20 viên, tôi không bắn ngay. Với tay lấy trái lựu đạn M26 nháy thằng đeo, nó hiểu ý lấy trái M67 ra trút chút. Tôi nói như thế, on my couch, rồi buông thìa, cả hai cùng làm tách tách, 1, 2, 3, cả hai cùng ném, âm âm, hai cụm khói, nở thêm một tràng full auto. Biệt kích không phải là lực lượng để tấn công, nhưng phải di chuyển quán đổi vị trí chiến đấu. Tôi thấy hướng trái khoảng 4 mét có một mô đất hơi nhô lên và một thân cây gãy nằm ngang đấy. Tôi nói, nở, anh Tư theo tôi, Long Hải trợ cho tụi tao. Nở và anh Tư theo tôi, bất chấp những loạt đạn AK sẹt vèo về hướng chúng tôi. Tiếng súng phe ta nghe liên hồi, full auto từng chập, được cover fire cho, lên đấy chọc chéo đội hình đám con cháu bác. Đội hình toán chúng tôi hình thành hai ổ tác chiến bắn phủ vào đám địch, đang núp ngang thân cây gãy và bụi lùm. Thấy hỏa lực địch có vẻ thưa thớt, địch chết hay sống tôi không biết. Đang lắp băng mới vào, tôi nghe tiếng Danny kêu, ID, peel off. Immediate action drill. Tôi nói với anh Tư và Nở, mình rút. Ra dấu thằng Nở khạc một tràng full auto rồi nó bồi thêm một trái M79, xong chạy vụt về hướng Danny. Anh Tư cũng làm như vậy và luyện một trái M67 hay M26 gì đó. Tới phiên tôi khạc một tràng nhắm vào những chỗ tôi nghi ngờ full auto. Lấy trái lựu đạn, thấy trái màu đen MK3. À, cái này thì ấm, mình rút, tôi là người sau cùng. Ầm, một cái thật ấm, tôi chạy nhập vào đội hình toán. Nở nổ bây giờ dẫn đầu phone man, rút theo hướng xuống chân đồi. Bọn tôi đã tác địch, chẳng những má trái mà chơi luôn má phải. Nếu không thủ cẳng để giọt thì nó thôi một cái là bỏ mẹ. Bằng chứng vừa rồi chúng đã buông quân ra, không dọ dẫm từng hang hốc bụi rậm để truy lùng, mà ào ạt vội vã săn đuổi chúng tôi, rồi càng quét đợt sau nối tiếp đợt trước. Địch đã test thể lực chúng tôi mạnh hay yếu. Toán tiếp tục di chuyển xuyên qua lớp rừng cây, nơi đây cây nhỏ và thấp hơn. Đội hình giãn ra một chút và cẩn thận hơn. Nở nổ đang mở đường dẫn đầu đi được một đoạn, bỗng nhiên nó dừng lại đứng yên. Một tay ghìm súng, một tay nắm tay tra dấu. Những người ở sau lưng dừng lại. Nở đi lùi, bước lại, mắt vẫn nhìn về phía trước. Lùi gần chạm Danny, nó quay đầu lại miệng lắp bắp. Đừng mòn, đừng mòn. Danny tra dấu tôi và Long theo nó cùng Nở đi lên, cẩn thận từng bước tiến ra quan sát con đường. Một con đường vắng hoe thẳng tắp với nhiều dấu tích bồi đắp tu bổ, những hố bom, những vết xích chồng chéo lên nhau. Tụi nó sửa chữa bằng xe cơ giới, xe ủi bulldozer để tái tạo dạng nguyên thủy mặt đường. Tra dấu cho Nở bên phải, Long bên trái rút trở lại, nhóm đi lùi vào bên trong rừng. Sau khi tôi và Danny xem xét dấu vết xích thấy khả nghi, những vết xích có lớn có nhỏ in chồng lên nhau, có những dấu còn mới, đang suy nghĩ trong đầu chẳng lẽ vết xích xe tăng. Danny cũng đang nghĩ ngợi điều gì đó, tay nó rời nắp túi đạn đựng máy ảnh Pen EE. Chửi luôn ông thầy! Nở nổ nói âm cổ gần bật tiếng, nó nói một tràng như sĩ quan văn ba thuyết trình hành quân. Trên đồi, trên rừng, tụi nó đang vỗ dây mình tráo riết. Đường trống trơn, tụi nó không nghĩ mình dám đi trên đó đâu. Giờ này tụi nó đang lần mò bên dưới kiếm tụi mình. Bị mình dập nó báo động với nhau, cấm trại 100%, đâu có đứa nào lặng quảng đi bậy đi bạ bắn chim bắn cò. Tôi thấy có nhiều dấu vết giống dấu xe tăng quá. Nó nhắc lại đầu tiên. Chữ luôn ông thầy. Danny lấy làm lạ hỏi tôi. What's all about? What did he say? Tôi trả lời. We will dash on this trail, moving fast. Tôi nhìn thẳng vào Danny như ngầm hỏi ý nó. Danny lướt nhìn tôi và Nở nổ và lướt thoáng qua năm bộ mặt còn lại rồi nó gật đầu nói khẽ. Ok, we will go extremely caution, keep distance. Đôi lúc có người đưa ra câu hỏi hoặc ý kiến hợp thời hợp lúc chí tình chí lý có thể làm thay đổi sự suy nghĩ và kế hoạch người toán trưởng. Thằng này coi vậy mà lanh, không có một kinh nghiệm gì đáng gọi là kinh nghiệm.
Kinh nghiệm nó là ngồi lê đôi mắt nghe chuyện ở các câu lạc bộ, các bậc thầy sư phụ kể chuyện lại sau chuyến công tác hay những chuyện nhảy toán khác. Mỗi câu chuyện có một chi tiết riêng, một tình huống riêng, một hấp dẫn riêng mà nó chăm chỉ lắng nghe. Thế là cả toán chúng tôi tiến ra đường mòn hiên ngang như chỗ không người, dẫn đầu vẫn là Nở Nổ. Chạy khoảng cách từ 3 đến 4 mét marathon Hero Runner trên con đường vắng ngắt đầy những dấu hàn dép trâu, dấu bánh xe tải Zin hay Hồng Hà, Trung Cộng hay Molotova và những vết xích sắt ven đường. Vừa chạy vừa thở hổn hển, mắt lau lia nhìn hai bên bìa rừng, nhìn xuống mặt đường, nhìn phía trước giữ khoảng cách. Chạy được khá xa, gần cả cây số, chúng tôi dừng lại tạt ngang vào mé rừng, một số ngồi thở hổn hển. Trong khi tôi phải canh cho Danny chụp vội mấy tấm hình dấu vết xích to và nhỏ, nó bám máy liên tiếp. Cái này quan trọng, yếu tố bất ngờ và may mắn bọn tôi thoát ra được như thế, chả con ma nào theo cả. Mà bọn tôi dám đi, bọn tôi khôn hay bọn tôi dại? Không cũng chết, dại cũng chết, biết cũng chết, không biết cũng chết. Thử đi nhảy toán đi, sống là nhờ may mắn, bạn tin điều này chứ? Theo phương hướng đã định trước, xuống dãy đất thấp A đến A cộng giữa dãy yên ngựa dễ qua một dãy đồi nhìn theo bản đồ. Nhưng bọn tôi đã lỡ marathon trên đường gần cả cây số. Khi ngừng để thở xem lại bản đồ thấy chi tiết na ná, chẳng lẽ đi theo góc độ chiều dài đã băng qua con đường mòn nên không xê dịch mấy. Cánh rừng bên đây con đường mòn thưa hơn và sơ sát với dấu tích bom cày, mấy cái hố lõm chõm, cây cháy nám, trơ gốc, nhìn thấy chút nắng le lói. Đi khoảng 300 mét, thấy một vị trí tương đối thoáng. Danny chọn chỗ này ping pong cho FAC thấy dễ, xác định vị trí toán, để toán định lại vị trí mình cho chính xác. Thiết lập một vòng tròn để canh gác, Danny và Dell liên lạc với FAC. Dell bật cần anten lá lúa lên, mở máy để liên lạc, còn nhiệm vụ tôi là nháy mắt. Tôi lấy trong túi áo ra cái kiến chiếu, tháo sợi dây chuồng ở cổ ra để dễ lia. Loại signal mirror ở góc có một lỗ nhỏ, tôi luồn sợi dây để đeo cổ cũng như la bàn, ben flare và stroke light. Nếu đem ra một chùm cà tha tôi để hậu mạng, chưa kể lá bùa hai màu pink của Orange Flat Panel, tôi nhấc ở túi quần hông. Nhiều người đã nói về kiến chiếu rồi, tôi xin nói thêm một chút xíu thôi. Kính loại thông thường phổ thông là kiến phân kỳ. Khi trực diện với ánh sáng, nó phản chiếu ánh sáng phát quang với một góc độ càng xa càng nghiêng dần và biến thể không thẳng. Khi gặp ánh sáng mập mờ hay các góc tiếp nhận thì nó càng tệ hơn. Tóm lại, phải có ánh sáng nó mới phát quang. Còn kiến chiếu là kiến hội tụ, ở giữa có vòng tròn để nhắm weight dot center. Chung quanh vòng tròn là grid center, khi bắt ánh sáng, ánh nắng nhiều hay ít vẫn phản chiếu, phản quang nhấp nháy, đủ cho pilot từ phi cơ thấy điểm nháy kiến giữa khu rừng, khi nhận và chỉ dấu. Nghe tiếng động cơ từ trên cao, nhìn lên chiếc OV-10 Bronco, chiếc này thì quá đã, có thể bao vùng từ 3 đến 4 giờ đồng hồ. Mấy em trăng đen mã tấu gọi là máy bay dọ thám gián điệp. Máy bay chuồng lợn, nhìn sao nói vậy, mấy khung hai đuôi trỏ cán ngố. Chiếc OV-10 đang đảo vòng, tôi lấy ánh nắng rồi nhấp nháy kiến. Danny nói với FAC Covey Rider 9 giờ, hướng 9 giờ bên cánh trái. Pilot chuyển hướng bay, Danny nói 12 giờ, hướng 12 giờ. Kiến tôi nhấp nháy lia lịa và tiếp đó không lâu, Danny nói bingo bingo khi FAC ngang trên đầu bọn tôi và rồi lướt vụt qua. Thế là xong ping pong tech, tôi chọn sợi dây vào cổ và nhét kiến vào túi áo. Trong thời gian làm việc ấy, Danny đã soạn công điện khẩn cấp để Covey Rider chuyển về Command and Control Transit Signal, phát hiện High Speed Trail, đường vận chuyển mọi phương tiện kể cả đi bộ. Ground Photograph đã chụp hình ghi nhận train track, dấu vết xe tải và tăng, Signal of Distress, toán trong tình hình nguy ngập. Request immediate exfil, thỉnh cầu trượt xuất gấp càng nhanh càng tốt. Thật nhanh và gọn, tất cả đều mã hóa encode. Bọn tôi được Covey Rider thông báo là positive, chấp thuận, và ở nhà CCN đang trip alert, hành động ngay khi có lệnh. FAC thông báo còn 5 phút nữa phải rời vùng để refuel xăng trở lại. Hướng dẫn điểm
Toán về ngọn đồi hướng bắc để được trượt xuất khoảng 1,5 cây. Toán chờ và may mắn rồi FEC rời vùng. Bọn tôi thở vào nhẹ nhõm, nhẩm tính thời gian FEC về đổ xăng và trở lại cộng với hộp đoàn trực thăng, sớm nhất cũng 2 giờ. Nếu mà mọi sự êm xuôi, may mắn cho bọn tôi như 2 tiếng good luck, máy bay đâu có gắn sẵn trên mây. Khi bọn chúng tôi cần thì gỡ xuống, điểm chính là thời gian. 13:45, nhìn đồng hồ đeo tay, 1:45, trở lại một thoáng lặng yên. Bao gian lao mệt nhọc nguy hiểm vừa mới vượt qua, nhìn ai cũng thấy bình thường, thấy bụng hơi còng cào đói. Đội quân nào cũng tiến bằng cái bụng và cái bụng nó to hơn cái đầu. Sẵn hai cái hố bom cạnh nhau, tôi bàn với team leader Danny. Tụi mình chào chào nha, trùi giọt không riêng gì nó. Chả có ai ý kiến hay ý rùi gì cả. Lót bụng nhẹ rồi đi tiếp 1,5 cây hướng A cộng đến điểm rendezvous để pick up quá đơn giản. Mọi người đồng ý, ok, bọn tôi tách làm 2 toán, nửa ăn nửa gác trong vòng 15 phút. Chưa kịp nhìn quanh quất để chia hai mặt gác cho toán B tôi, chưa ai tháo ba lô ra thì ôi thôi, từ đâu hai hướng, hàng loạt đạn đang chéo vào mà tâm điểm là bọn tôi bay tới tấp như mưa. Tiếng cây gãy răng rắc, đất cát văng tung tóe, những nhánh lá cây bị đạn đạo chém rớt rơi rụng cùng với những tiếng la hét để cướp tinh thần. Biệt kích, hàng đi, hàng đi, hàng đi! Bỏ mẹ rồi, địch thấy ta, ta không thấy địch là lãnh đủ. Bọn này không biết từ đâu mà nhanh thế. Nhất là đám dưới rừng bên phải, tiếng la hét nghe quá gần, vừa bắn vừa la theo kiểu xung phong. Bọn chúng vừa bắn vừa túa ra như bầy ong vỡ tổ, lấy thịt đè người. Chẳng có ngụy trang lá cây lá cỏ gì cả, những làn đạn như thế không thể gọi là vây bắt biệt kích mà tràn ngập để tiêu diệt. Tụi nó định chơi thẳng tay thẳng chân để phục hận, không thấy không bắn, địch thấy ta, ta thấy địch. Nổ cả khung trời âm vang đạn nổ, mạnh ai nấy bắn. Fire at will, shoot anything is move. Watch them QVC, QVC! Danny la lên như khẩu lệnh, nổ bên trái rồi nổ bên phải. Tôi cũng la to cho lên tinh thần, thấy thằng nào bắn thằng đó. Lúc này bể rồi, không có thì thào thì thầm gì cả, la to hét lớn tùy thích. Mẹ chết mày chưa? Mẹ chết mày nha con! Một tiếng mẹ như thế là một án tử cho một tên sinh bắt tử ở đây. Tôi nhìn anh Tư Lầu và nở nổ chửi mẹ không ngớt. Thêm vào đeo, watch them, mẹ, mẹ mày, mẹ mày! Một tên chạy lại trước nhất ôm khẩu Shikaku với lưỡi lê ba cạnh bật ngửa ra sau, chiếc nón cối có hình ngôi sao rơi ra lăn lông lóc. Cũng trong khoảnh khắc ấy, không biết bao lâu, tất cả im lặng, thoảng mùi thuốc súng khen khét, địch yên để dở trò gì kế tiếp. Tiếng lên đạn lách cách, thằng đeo làm tôi nhìn lại, nó nói, Someday you eat the bear, and yes, someday the bears eat you. Tạm dịch như câu cá ăn kiến, kiến ăn cá. Từ hố bom bên kia, Danny với một quyết định dứt khoát ra lệnh tất cả bỏ ba lô, chỉ mang theo đồ cần thiết. Bọn tôi hiểu ý vừa dầm chừng vừa bươi móc ra những gì cần thiết, tháo cuộn dây thụy sĩ ở hông ba lô móc vào quen dây ba chạc, lấy mấy băng đạn 20 viên túi sau ba lô nhét vào 2 túi bình toan đeo trước bụng xẹp lép. Anh Tư trút ngược ba lô rơi ra cục pin dự trù cho đeo, thay vào cái máy PRC-25. Tôi móc 2 bình toan đầy nguyên trong ba lô thay vào 2 bình toan trống, nhét thêm 1 bịch lương khô Việt Nam vào túi quần hông, kéo chéo sợi dây túi mặt nạ, đưa trái mền Claymore trên nắp túi ba lô cho anh Tư Lù. Thấy là xong, bọn tôi làm trong thời gian ngắn nhất. Bên toán Danny cũng thế, thảy ba lô lên miệng hố bom, 1 đống 4 cái. Bọn tôi chờ lệnh là phóng người lên giọt, hướng đã biết trước rồi. Hướng trúc là hướng đạn địch bắn dày, có nhiều người hay nói đùa cho vui hoặc châm biếm câu. Nó con hổ trước ngực, con thỏ sau lưng. Theo tôi thì đúng với bọn tôi lúc này, với ô thế móng vuốt sức khỏe đầy đủ, chúng tôi là hổ dữ xé nát con mồi. Nhưng lúc yếu thế, chúng tôi phải luồn lách bôn tẩu như thỏ, thùng thủ cù lũ dương mà nị, nhu trồi cương mấy hồi. Training on danger, bỏ ba lô rồi thấy nhẹ người mỗi bước di chuyển, như bay bổng trên mặt đất, nhưng thấy cái gì trống trống sau lưng.
Mang nó quen rồi thấy âm ấm như có cái gì che chở đằng sau, cũng như cái áo yếm đạn AK bây giờ trống không xẹp lép, vỏ băng ngắn 20 viên tuột lút phía xuống dưới, móc ra khó nên tôi vẫn đeo cho ấm ngực, đỡ đạn thì không rồi đó. Đeo đã gài ngồi nổ giờ cho mình Claymore, bên Danny thì lông làm việc ấy. Sau khi bọn tôi giọt khoảng 10-15 giây là ầm ầm hai tiếng, một vài tràng AK từ hướng sau lưng bắn tới, nhờ vậy Tuấn di chuyển lẹ hơn. Anh Tư khỏi phải xóa dấu nữa. Rồi chơi theo kiểu time delay, hai tiếng nổ cách khoảng nhau mìn Claymore đằng sau bọn tôi. Có chết con ma nào không tôi không biết. Đấy là cách để trì hoãn địch săn đuổi, có thể đạt hiệu quả cao và cũng có thể không. Chạy được một đoạn bọn tôi chạy chứ không lần mò đi, chừng quá sơ sát vì ăn bom nanh thừa, khoảng cách nới rộng ra cách nhau 3-4 thước. Khi bọn tôi giọt đạn địch cứ bắn vối theo cầm canh, nhất là hướng tây trên đồi. Khi bọn tôi dừng lại để gom bi toán lại, để định hướng và để thở, tôi hỏi Danny, bây giờ mình phải làm gì, không bao lâu nữa địch tràn ngập bọn mình. Mình bị overrun và outnumber, địch đông như ông dữ tẩu. Danny điềm nhiên trả lời, we follow the plan. Cứ theo kế hoạch đã soạn sẵn. Plan B, backup for plan A. Tôi nghe lạ, tôi không hiểu. Mình phải hoàn thành công tác này dù chỉ còn một người. Tình hình tồi tệ xảy ra. Mình phải chia ra hai toán A và B. Danny bảo đeo tháo ba lô, giao máy PRC-25 cho Danny. Mình gom toán lại, nếu tình hình khả quan như kế hoạch ở nhà đã tính. Tôi nể phục Danny, bất kể tình huống nào cũng stay calm. Tỉnh queo như rồi, đeo vẫn ở toán tôi, anh tư lầu hoán đổi với kỳ thua. Danny nhắc hãy mở máy PRU-10 để sẵn sàng liên lạc walkie-talkie và ground-to-air. Lại một lần nữa tiếng súng vang động từ hướng trái phải và sau lưng. Có tiếng từng trận âm thanh nghe quen như là RPD hay RPK gì đó đệm thêm. Vậy là tụi nó tấn công toàn diện. Đạn đạo hơn vậy, chúng tôi như mưa bão, may nhờ có cái hố bom che chở như một công sự phòng thủ thiên nhiên. Địch hướng trái từ truyền đồi đánh tạt ngang xuống để giăng bẫy chúng tôi vào ambush site. Tôi thầm nhớ lại trong bản đồ đã check qua hướng con đường mòn, cách hai ngọn đồi một cao và thấp là con suối. Đây là tử lộ bọn tôi, chúng muốn lùa chúng tôi xuống ngõ cụt, chưa nói đám từ sau lưng. Và đám mới tới từ cánh phải, cửa nào cũng là cửa tử, địch luôn vây khốn kiểu chữ U hay gọi là gọng kềm hay kiểu chữ C, chứ chẳng bao giờ hình vuông hay tròn cả. Chả lẽ vây hình vuông hay tròn, địch với địch bắn nhau sao? Chỉ có một hướng duy nhất lấy tự lộ làm sinh lộ mà đi, đấy là hướng đạn đạo địch bắn. Bằng mọi cách chúng tôi phải thoát ra chỗ này, gọng kềm địch đang dần dần siết chặt. Khoảng cách nhau không đầy 10 mét, hai toán chúng tôi mỗi toán bốn mạng đang tụm nhâm trong hố bom. Đạn địch bắn mù trời, đạn xớt qua đầu bọn tôi vèo vèo nghe trợn người. Vị thế chúng tôi cao hơn đám sau lưng và đám cánh phải nhưng thấp hơn đám cánh trái ở trên. Bị pin đau coi như cua trụng càng, lâu hơn một chút chúng tràn tới, toán coi như xóa sổ. Tức mà không dám ngóc đầu lên sợ bể gáo, nhích họng súng lên một chút khỏi đầu hơn một chút mà ria, coi như đáp lễ. Thấy địch đâu mà nhắm, cái khăn tam giác quấn trên đầu cho ấm mỏ ác ngăn gió sương, chứ đâu phải khăn bùa mà đỡ đạn. Bọn tôi nhìn nhau trong tuyệt vọng, chả ai làm được gì khác hơn hope for the best, cầu một phép nhiệm màu. Tập thứ 5 đến đây chấm dứt, xin bà con mình tiếp theo tập cuối cùng là tập thứ 6.